Kính chào quý vị đến với bản tin văn hóa và nghệ thuật với Thùy Nga, và mở đầu bản tin hôm nay là một bản tin từ Sài Gòn. Kính thưa quý vị, một người đàn ông đã có một hành trình 22 năm trên chiếc xe Mercedes G-Class đời 1988 vòng quanh thế giới theo đúng nghĩa của nó, đang có mặt tại Việt Nam. Gặp gỡ ông Gunther Holthoff, người đàn ông 74 tuổi rong ruổi vòng quanh thế giới trên chiếc xe hơi của mình, chợt nhận ra ông còn quá khỏe so với cái tuổi của mình. Ông bình thản leo lên nắp capo, nhảy dậm chân thật mạnh để chứng tỏ độ cứng của người bạn đường hơn 20 năm của ông, rồi tiếp tục leo lên nóc xe như khẳng định mình là người chiến thắng. Quả thật, ông đã chiến thắng chính bản thân mình để chinh phục những đoạn đường mà rất nhiều người có mơ cũng không nghĩ mình có thể đi qua. Gunther Holthoff nguyên là tổng giám đốc hãng hàng không Đức Lufthansa. Năm 1989, ông quyết định gác lại mọi việc để sắm một chiếc xe hơi và thực hiện mơ ước đi vòng quanh thế giới của mình. Chiếc xe đó là Mercedes-Benz 300 GD đời 1988, sử dụng động cơ dầu dung tích 3 lít với công suất 88 mã lực. Sau đó, ông khởi hành cùng người vợ thân yêu của mình trên hành trình đi xuyên suốt thế giới. Từ hồi năm 1989, Christine, vợ ông, đã đặt tên cho chiếc xe Mercedes-Benz 300 GD khi đó còn mới cứng là Otto, như đặt tên cho một đứa trẻ vậy. Chiếc xe đã cùng ông vượt qua chặng đường 771.000 cây số tính đến tháng 7 năm 2011. Gặp ông một mình với chiếc xe thân yêu của mình. Được biết vợ ông đã qua đời năm 2010 và ông vẫn tiếp tục cuộc hành trình vượt thời gian này. Ông cho biết sẽ dừng lại ở con số 210 nước và Việt Nam, nơi ông vừa đi qua là quốc gia thứ 198. Người đàn ông 74 tuổi vẫn đầy nhiệt huyết với giọng mạnh mẽ và những cú vung tay đầy sức mạnh khi kể về những chuyến đi, những con đường ông đã đi qua. Ông là một con người của chuyển động, không mấy khi ông thấy đứng yên. Đó cũng là lý do để ông có thể vượt qua chặng đường 22 năm vòng quanh thế giới vừa qua. Ông kể về những chặng đường vượt sa mạc, băng qua rừng rậm Amazon, những nơi có khí hậu khắc nghiệt bậc nhất trên thế giới. Vậy mà chiếc xe của ông vẫn chưa một lần chết máy. Nước sơn vẫn chưa có dấu hiệu xuống cấp, bong rỉ từng mảng sau khi từng ấy năm trải qua không biết bao nhiêu trận mưa, những nơi nắng nóng nhất cũng như lạnh giá nhất trên thế giới. Động cơ và hộp số của Otto cũng còn nguyên bản và không phải động tới. Ngay cả dấu niêm phong dầu hộp số cũng còn nguyên, ông chưa thay, bởi thế nó vẫn thực sự hoạt động mạnh mẽ bền bỉ. Tất cả rỗng hốc của chiếc xe đều được ông tự sửa trên đường đi. Ông mang theo 400 phụ tùng thay thế có trọng lượng gần 350 kg. Ông thay thế các phụ tùng từ trước khi chúng sắp sửa hỏng. Một điều không bất ngờ với người đàn ông đã quá quen với những chuyến đi dài ngày và dày dặn kinh nghiệm sau bao nhiêu năm phiêu bạt khắp thế giới. Ông thử mở và đóng cửa xe để biểu diễn cánh cửa từng đóng mở sau 22 năm vẫn chắc chắn như thế nào. Nhưng cảm nhận mà những người được nói chuyện với ông thì chỉ là sức mạnh của một người đàn ông vẫn quá dồi dào sau 74 năm. Chiếc xe cũng chính là nơi ông và những người đồng hành của ông sinh sống trên đường đi. Phía sau xe chất đầy những vật dụng quan trọng từ đồ nấu ăn đến giường ngủ. Không chỉ những vùng đất khắc nghiệt, ông cũng đã đi qua những vùng đất nội chiến hay cấm vận mà chẳng mấy ai dám băng qua. Ông cũng chia sẻ chiếc xe của ông là chiếc xe nước ngoài đầu tiên đặt chân đến thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn. Nhìn bản đồ hành trình của ông dự định sẽ đi qua Angola, Comoros, Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Ghana, Liberia, Madagascar, Mauritius, Reunion và cuối cùng là Sierra Leone. Đất nước tiếp theo mà ông sẽ đến khi rời Việt Nam là Phi Luật Tân. Ông có kế hoạch nghỉ ngơi, hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới vào tháng 7 năm tới. Sau đó Otto sẽ trở thành báu vật của bảo tàng Mercedes-Benz ở Stuttgart. Và kính thưa quý vị, tin từ London. Cuốn phim cổ nhất được phát hiện cho tới nay quay một nhân vật của Charles Dickens mới được tình cờ tìm thấy trong dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của đại văn hào người Anh. Phim The Death of Poor Joe, tạm dịch là Cái chết của Joe đáng thương, có thời điểm ra đời từ tháng 3 năm 1901, được Bryony Dixon, một nhà nghiên cứu ở Viện Điện ảnh Quốc tế BFI, phát hiện hồi tháng 2. Cho đến nay, cuốn phim đầu tiên được biết đến của Dickens là Scrooge hoặc Marley's Ghost, phát hành vào tháng 11 năm 1901. Thật tuyệt vời khi phát hiện ra một phim hiếm hoi và độc đáo đến thế. Bà Dixon cho biết phim trông rất đẹp và còn trong điều kiện rất tốt. Bà nói thêm và tin rằng phát hiện thực sự là điều tuyệt vời cho lễ kỷ niệm đang diễn ra về Dickens trong lĩnh vực phim ảnh. The Death of Poor Joe sẽ được trình chiếu như một phần của lễ kỷ niệm 200 năm sinh của Dickens vào ngày 23 tháng 3 tại BFI ở South Bank, London. Nhà tổ chức trình chiếu phim cho biết
họ có kế hoạch ấn hành phim trên đĩa DVD vào một thời điểm sau đó. Bà Dixon tình cờ tìm thấy cuốn phim khi đang tiến hành nghiên cứu các phim sớm nhất của Trung Quốc. Một mục lục phân loại đưa bà tới phim The Death of Poor Joe và bà nhận thấy nội dung của nó liên quan tới nhân vật Joe trong tác phẩm Bleak House. Sau khi kiểm tra trên cơ sở dữ liệu lưu trữ của BFI, Dixon tìm thấy phim được liệt kê như một phần của một bộ sưu tập và được đặt trong một tiêu đề khác là Man Meets Ragged Boy, tạm dịch là người đàn ông gặp cậu bé rách rưới, vốn bị ghi sai thời điểm phát hành sang năm 1902. Cuốn phim, mà độ dài chỉ là một phút, mô tả Joe chết trong tuyết giá bên một bức tường nghĩa địa. Khi Joe ngã xuống, một nhân viên bảo vệ ở địa phương đã cố gắng giúp Joe đứng dậy, nhưng nạn nhân đã chết. Cuốn phim được nhà đạo diễn điện ảnh tiên phong là George Albert Smith thực hiện đã được giao cho BFI năm 1954 từ tay một nhà sưu tập ở Brighton, người quen biết Smith. BFI nói họ tin rằng vợ của nhà đạo diễn Laura Bailey đã thủ vai Joe và nhân vật bảo vệ do Tom Green đóng. Cảnh quay được cho là đã được bấm máy ở Brighton. BFI cũng cho hay cốt truyện có nhiều nét tương đồng với tác phẩm của Hans Christian Andersen, Cô gái bán diêm, vốn mô tả một bé gái chết trong tuyết giá. Bộ phim sẽ được trình chiếu như là một bổ sung đặc biệt cho chương trình của Dickens, những bộ phim ngắn trước năm 1914 vào ngày 23 tại BFI ở London. Và kính thưa quý vị, tin từ Braunschweig, một nhà hảo tâm tại Đức thường xuyên cho những người gặp hoạn nạn lên tới cả 100.000 euro, song không bao giờ để lại danh tính. Nhà hảo tâm bí ẩn cho những dân tại thành phố Braunschweig thuộc hạt Saxony hơn 150.000 euro từ tháng 11 năm 2011 tới nay. Người này thường đặt phong bì chứa tiền trong hòm thư hoặc nhét qua khe cửa. Thậm chí, một linh mục từng thấy phong bì tiền trên ghế dài trong nhà thờ. Vài phong bì không có chữ, song thỉnh thoảng nhà hảo tâm ghi mấy dòng chữ lên phong bì để hướng dẫn cách tiêu tiền. Người dân trong thành phố gọi nhà hảo tâm là người Samaritan, nhân hậu. Người đầu tiên nhận tiền của nhà hảo tâm bí ẩn là một người mất hàng chục ngàn euro trong một vụ trộm. Sau đó, hàng loạt phong bì được gửi tới những địa điểm khác, bao gồm nhà riêng của một cậu bé tàn tật và một bảo tàng. Tuần trước, một phong bì chứa 10.000 euro xuất hiện dưới khe cửa của một nhà tế bần. Những phong bì của người Samaritan nhân hậu không bao giờ chứa nhiều hơn 10.000 euro, mức giới hạn chịu thuế thu nhập. Điều đó cho thấy nhà hảo tâm rất am hiểu luật thuế thu nhập cá nhân của Đức. Danh tính của nhà hảo tâm bí ẩn đang trở thành đề tài nóng hổi tại thành phố Braunschweig. Một số người nghĩ đó là một tên tội phạm muốn làm việc thiện để chuộc những tội lỗi mà y gây ra trong quá khứ. Nhiều người khác nghĩ rằng nhà hảo tâm là người rất giàu nhưng chẳng còn nhiều thời gian để sống. Tới nay, điều duy nhất mà người ta biết về nhà hảo tâm giấu mặt là ông hoặc bà thường đọc báo Braunschweiger Zeitung. Bằng chứng là nhiều người không may mắn từng xuất hiện trong các tin của báo Braunschweiger Zeitung đã nhận tiền của nhà hảo tâm này. Và kính thưa quý vị, tin từ New York. Đường phố New York gần đây xuất hiện những bảng hiệu vô cùng đặc biệt. Ngoài hình ảnh giao thông còn được gắn thêm các bài thơ haiku, thể thơ cổ của Nhật Bản. Đường phố tại New York là một trong những nơi đông đúc nhất trên thế giới với 12.000 nút giao thông và hàng trăm ngàn bảng các loại. Các bảng này có chức năng chính là cảnh báo an toàn cho người đi đường. Tuy nhiên, vì một số lý do, chúng không nhận được đủ sự chú ý để có thể phát huy tác dụng. Bởi vậy, Sở Giao thông thành phố New York đã đề ra ý tưởng thay thế những dòng chữ cảnh báo khô khan bằng các bài thơ nhằm thu hút sự chú ý của người đi đường. Nhà thơ John Morse là người sáng tạo ra những bài thơ giao thông theo thể loại haiku, thể loại thơ ba dòng vần điệu và dễ nhớ của Nhật Bản. Nhà thơ John Morse cho biết ông suy nghĩ và cân nhắc tới từng chữ cấu trúc của một bài thơ haiku là 5 chữ ở dòng thơ đầu tiên, 7 chữ ở dòng tiếp theo và 5 chữ ở dòng cuối cùng. Bởi vậy, mỗi âm tiết đều phải lựa chọn rất kỹ. Ở thành phố New York, có khoảng 4.000 người đi bộ tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng trong các vụ tai nạn giao thông mỗi năm. Các bản thơ haiku được hy vọng sẽ làm giảm con số trong thời gian 1 năm được đưa ra thử nghiệm. Và kính thưa quý vị, tin từ Houston, ngày 22 tháng 3 sắp tới, Rovio sẽ tung ra phiên bản game mới nhất Angry Birds Space. Trước sự kiện này diễn ra, nhà sản xuất đã tung ra video giới thiệu cho trò chơi này với sự xuất hiện của phi hành gia NASA Don Don Pettit. Các nhân vật trong phiên bản Angry Birds mới sẽ xuất hiện trong vũ trụ thay vì ở trái đất như trước kia. Điều này đồng nghĩa với việc người chơi phải điều khiển những chú chim giận dữ thật khéo léo qua các vùng có lực hấp dẫn trên vũ trụ thay vì mặt đất. Angry Birds Space sẽ xuất hiện thêm một số nhân vật mới. Tuy vậy,
hiện vẫn chưa rõ những chú chim mới này có những công dụng gì. Và kính thưa quý vị, tin từ New York, sự trở lại của ca sĩ Bruce Springsteen cùng ban nhạc E Street sẽ làm khuấy động nhà hát Apollo ở khu Harlem, New York đêm thứ Sáu vừa qua. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của ban nhạc này kể từ sau khi nghệ sĩ saxophone Clarence Clemons qua đời năm ngoái. Buổi biểu diễn cũng nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập đài phát thanh vệ tinh Sirius, chuyên phát nhạc của Springsteen, và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của anh bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 ở Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, tin từ Los Angeles, vợ nam diễn viên Dennis Quaid vừa đệ đơn ly dị lên tòa kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm. Kimberly đề nghị được nhận tiền trợ cấp hôn nhân và muốn phân chia tài sản công bằng. Hiện tại, cô và Dennis chia sẻ quyền nuôi con. Hai người có một cặp song sinh Thomas và Joey, 4 tuổi. Kimberly sẽ tạm thời sống trong biệt thự của gia đình ở Malibu và sở hữu xe Mercedes. Trong khi đó, Dennis có một căn chung cư và đi xe Cadillac Escalade. Cặp đôi còn có chung một chiếc xe hơi Range Rover. Đây là lần ly hôn thứ ba của Dennis Quaid. Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh là với nữ diễn viên PJ Souls, ly dị năm 1983 sau 5 năm chung sống. Sau đó, anh kết hôn với người đẹp Meg Ryan và cũng tan vỡ vào năm 2001 khi có một cậu con trai chung. Dennis Quaid, 57 tuổi, là một ngôi sao đa tài của Hollywood. Anh có thể diễn xuất đa dạng ở nhiều thể loại phim từ hài, chính kịch tới hành động. Nam diễn viên này nổi tiếng với những bộ phim như Vantage Point, Sát Thủ, Far From Heaven, Thiên Đường Mong Manh, Flight of the Phoenix, Chuyến Bay Phượng Hoàng, The Parent Trap, Bảy Phụ Huynh. Ngoài đóng phim, Dennis cũng là một ca sĩ, phi công và tay golf có hạng. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin văn hóa và nghệ thuật với Thùy Nga. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin ngày mai.